Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc phát sóng hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Trao quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Thành ủy làm việc với Đảng ủy, các đơn vị xã phường về công tác dân tộc. Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đề nghị công nhận xã Lộc Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bàn giao nhà đại đoàn kết và nhà tình thương cho các hộ dân nghèo. Phần cuối mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Tận tâm một bí thư đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào cao nguyên ngã xanh, xuân sao gió núi đại ngàn, thác kiêu hùng đang vì chuẩn sâu rừng bao la vẫn reo ca cùng non sông gấm hoa. Đôi trẻ mơn man gió, lá non hương trà thơm, sắc tơ chờ em quê áo mơ. Chiều ngày 12 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc tổ chức trao quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Đoàn Kim Đình sinh ngày 7 tháng 6 năm 1967, quê quán Lệ Thủy, Quảng Bình, hộ khẩu thường trú thành phố Đà Lạt, trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ tài chính ngân hàng. Ngày 11 tháng 11, tại kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đoàn Kim Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc với số phiếu tín nhiệm 100%. Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ các quy định của tỉnh ủy, xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc và Ban Tổ chức tỉnh ủy Lâm Đồng chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020. Như vậy, đồng chí Đoàn Kim Đình chính thức giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa 5 nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Nguyễn Quốc Bắc nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, đoàn công tác thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân các xã phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Lộc Nga là một xã vùng ven của thành phố Bảo Lộc, cách trung tâm thành phố 7 km về hướng đông với 12.088 nhân khẩu. Trong đó có hai thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với 288 hộ, chiếm 8,24% hộ trên toàn xã. Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền, các cấp các ngành đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mục tiêu góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ năm 2010 đến năm 2019, xã Lộc Nga đã huy động nhiều nguồn đầu tư để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tư xóa nhà tạm, nhà đại đoàn kết với số tiền là 1,463 tỷ đồng. Đầu tư cho sản xuất gồm cây trồng và vật nuôi là 516 triệu đồng. Xây dựng nhiều công trình khác như hệ thống nước sinh hoạt tại thôn Nga Sơn và Nursery, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt, sửa chữa hội trường thôn với tổng số tiền là 4,310 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương những kết quả xã Lộc Nga đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng đã ghi nhận những khó khăn mà đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp phải như ở hai thôn Nursery và Nga Sơn vẫn còn 4 hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở, các cháu chưa có điều kiện để đến trường, ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm trong tương lai, và bày tỏ quan điểm sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết sớm các vấn đề còn tồn động để giúp đỡ, hỗ trợ cho đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện tốt hơn. Tổ chính phường Lộc Sơn với 34 hộ đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, trên tổng số 117 khẩu, hiện nay còn 4 hộ cận nghèo. Tổng số hộ có đất sản xuất nông nghiệp là 23 hộ với 19,58 hectare. Tỷ lệ trẻ em trong đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi đến trường đạt 100%, có một em đang học đại học. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng ủy, Chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo.
Trong 3 năm qua, đã cấp 49 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số tổ chính đã tích cực tham gia mô hình. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tự phòng, tự quản, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Lắp đặt 8 mắt camera an ninh trên các tuyến đường trong tổ với số tiền 35 triệu đồng. Cạnh đó, từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ 17.900 cây cà phê cho 47 lượt hộ. Có 18 hộ được hỗ trợ vay vốn với tổng số vốn vay là 546 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu cũng đã ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số về một số vấn đề liên quan đến việc cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kinh tế tuy đã có bước phát triển nhưng chưa toàn diện. Cần hỗ trợ bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho những hộ không có và có ít đất canh tác, cũng như gìn giữ một số ngành nghề truyền thống đang dần bị thất truyền như đan mây tre lát, dệt thổ cẩm. Bí thư cũng bày tỏ sẽ sớm cùng với thành phố và chính quyền địa phương sớm có giải pháp để hỗ trợ, góp phần giúp đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ổn định và cải thiện hơn. Theo báo cáo của Đảng ủy xã Lộc Châu, hiện xã có 4.510 hộ với hơn 17.500 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 307 hộ với 1.250 nhân khẩu, chiếm 6,6% dân số, chủ yếu là đồng bào Châu Mạ, gốc Tây Nguyên. Toàn xã có 7 dân tộc anh em cùng chung sống có nền văn hóa phong phú, đa dạng. Đời sống của bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, với sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của bà con nông dân, nền kinh tế từng bước ổn định. Về xây dựng cơ bản, đường trong thôn đã được đầu tư xây dựng bê tông hóa 3 đường hẻm trị giá gần 490 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 120 triệu đồng. Về lĩnh vực nông nghiệp, đời sống của bà con đã có sự chuyển biến tích cực. Xã đã hỗ trợ bà con chuyển đổi 3 hectare cà phê và 60 cây ăn quả các loại. Hệ thống trường lớp tiếp tục phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào trong thôn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện đồng bộ và có kết quả. Tỷ lệ người dân trong thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 60%. Bà con trong thôn đã chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, từng bước chăm lo làm ăn, phát triển lưu giữ nghề truyền thống đó là nghề dệt thổ cẩm. Nhờ vậy đến nay, số hộ nghèo giảm từng năm chỉ còn 8 hộ nghèo, 100% các hộ đã được sử dụng điện trong sinh hoạt, 100% hộ được dùng nước sạch, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền xã và sự cố gắng của bà con trong thôn. Đồng chí cũng đã ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của bà con trong thôn. Dịp này, đồng chí Bí thư cũng chỉ đạo Đảng ủy xã hoàn tất các thủ tục giới thiệu kết nạp đảng viên mới cho những quần chúng ưu tú người đồng bào trong thôn Đà Nghịch. Xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai nhiều chương trình, nội dung cụ thể. Đến nay, theo báo cáo đánh giá của tỉnh, Bảo Lộc đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Theo số liệu thống kê, 5 trên 5 xã Đại Lào, Lộc Châu, Đam Ri, Lộc Thanh, Lộc Nga đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới với một số chỉ tiêu cụ thể như sau. Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện thường xuyên đạt 99,1%, tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chuẩn quốc gia đạt trên 81%, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 89%, số người làm việc trong độ tuổi lao động 94,8%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 96,3%, 100% thôn tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo 1,67%, các loại trục đường liên xã thôn được cứng hóa theo quy định. Giá trị kinh tế ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng một người trên năm. Các tiêu chí văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, an ninh trật tự, giảm nghèo đều đạt so với yêu cầu đề ra. Thành phố đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trình tỉnh, trung ương thẩm định, công nhận thành phố Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cũng như đang hoàn thành các thủ tục hồ sơ trình tỉnh công nhận xã Lộc Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để bảo vệ môi trường, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kết hợp cùng Hội Phụ nữ các xã phường tổ chức ra mắt mô hình gia đình sách làng đi chợ với mục tiêu hành động, một việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn. Mô hình này đang được hội viên thực hiện có hiệu quả. Tại buổi ra mắt mô hình tại các chi hội tại phường Lộc Sơn, phường 2 và các phường xã khác trên địa bàn, hội viên phụ nữ đã được tuyên truyền về đẩy mạnh việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định bảo vệ môi trường như hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ và trong sinh hoạt hàng ngày, không xả nước ra đường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.
phân loại rác thải tại gia đình, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình 503 sạch. Với ý nghĩa thiết thực của mô hình, tổ phụ nữ xách làng đi chợ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên phụ nữ. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã cũng đã trao tặng làng nhựa cho các thành viên trong tổ để sử dụng khi đi chợ, góp phần từng bước thay đổi thói quen và tiến đến không sử dụng túi ni lông khi đi chợ, mua sắm. Được biết, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình tới 100% các chi hội trên địa bàn và xây dựng chương trình cụ thể để tuyên truyền đến hội viên và toàn thể nhân dân về tác hại của túi ni lông, khuyến khích hội viên và nhân dân xách làng đi chợ, thay thế túi ni lông bằng các loại túi ni lông tự phân hủy, túi giấy, báo, lá cây, dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo ghi nhận, đến nay, 100% các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn đã triển khai và thực hiện tốt nội dung đảm bảo môi trường học đường với tiêu chí xanh. Các trường đều đã thiết kế xây dựng khu vực sân hợp lý, khuôn viên học đường được trồng nhiều loại cây đa dạng phong phú, sân trường được che phủ bởi cây xanh, cây bóng mát. Nhiều bồn hoa mới được thầy cô giáo và các em học sinh cùng trồng, chăm sóc tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên, cho trẻ hoạt động và vui chơi. Các bồn hoa còn được ghi tên của từng em để khuyến khích động viên cũng như tạo phong trào thi đua giữa các em trong việc cùng chung tay góp sức vào việc chăm sóc, nhặt cỏ, bảo vệ bồn hoa, chậu hoa của mình. Từ đó rèn luyện cho các em thói quen quan tâm đến môi trường, biết yêu thiên nhiên, thường xuyên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường lớp luôn xanh, sạch, đẹp bằng việc làm cụ thể. Với tiêu chí sạch, mỗi lớp học đều được trang trí khoa học, đẹp mắt, gọn gàng. Các khu vực đều có thùng đựng rác đúng quy chuẩn, đặt ở vị trí đảm bảo mỹ quan. Không chỉ chú trọng phát triển mảng xanh, sạch, tiêu chí đẹp và an toàn, thân thiện cũng là mục tiêu các trường hướng tới. Đẹp từ tổng thể khuôn viên đến các phòng học, phòng chức năng, khu sân chơi. Mỗi khu vực đều được sắp xếp bố trí hợp lý, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp môn học và đảm bảo tính giáo dục. Các khu vực trưng bày các sản phẩm kết quả, các phong trào hội thi, tạo động lực, động viên, khuyến khích tập thể sư phạm nhà trường ngày càng cố gắng. Thôn 10 xã Đam Ri vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Ông Nguyễn Văn Khắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã đến dự. Thôn 10 xã Đam Ri nằm dọc theo trục đường Lý Thái Tổ với chiều dài 3 km, chiều rộng 1 km, diện tích tự nhiên là 359 ha với 651 nhân khẩu. Là một thôn thuần nông, nhân dân thu nhập chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Thời gian qua, nhân dân trong thôn đều đồng lòng phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù sáng tạo, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt. Trong năm 2019, nhân dân trong thôn đã thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, phối hợp hội nông dân mở các lớp tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật, hiện chỉ còn 2 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Cạnh đó, Ban công tác mặt trận đã tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2019 có 174 trên tổng 193 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 90%. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được tuyên truyền và vận động. Trong thôn có các điểm thu gom rác thải sinh hoạt, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong năm, Ban công tác mặt trận vận động được 2 triệu 900 ngàn đồng gây quỹ vì người nghèo. Mặt trận và ban nhân thôn cùng các tổ chức thành viên đều có sự phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đại đoàn kết, đưa thôn 10 xã Đam Ri phát triển về nhiều mặt. Mục tiêu năm 2020, thôn 10 xã Đam Ri quyết tâm phấn đấu đạt 95% trở lên gia đình văn hóa, thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, thực hiện tốt mô hình khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp, vận động thu các loại quỹ và quỹ vì người nghèo đạt và vượt chỉ tiêu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và xã Đại Lào vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết trao tặng hộ gia đình bà Lưu Thị Kiều, thường trú tại thôn 5, xã Đại Lào. Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết là chương trình lớn và ý nghĩa do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc phát động. Chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống và nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhằm giúp cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện sửa chữa, xây mới nhà ở để ổn định cuộc sống. Qua khảo sát và nắm tình hình thực tế, hộ bà Lưu Thị Kiều được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhà cửa tạm bợ, xuống cấp không có khả năng sửa chữa, nâng cấp. Hiện tại gia đình thiếu đất sản xuất, nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống không ổn định. Sau một tháng xây dựng, căn nhà đại đoàn kết đã được bàn giao cho hộ gia đình bà Lưu Thị Kiều.
Với tổng diện tích xây dựng 90m², tiêu chuẩn nhà cấp 4, mái lập tôn, tường xây gạch, tổng vốn đầu tư xây dựng gần 200 triệu đồng. Trong đó, gia đình bà Kiều tự túc và ngày công là 25 triệu đồng. Anh em bà con hỗ trợ 50 triệu đồng, giáo xứ Suối Mơ vận động xin ủng hộ tiền và vật tư trị giá 100 triệu đồng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Bảo Lộc đã hỗ trợ trao 40 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ gia đình ông Ca Lêu, ngụ tại thôn Nosiri, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Đây là số tiền do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh hỗ trợ là 30 triệu đồng, cùng với 10 triệu đồng do Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Bảo Lộc hỗ trợ đối ứng để xây nhà tình thương cho hộ gia đình ông Ca Lêu, ngụ tại thôn Nosiri, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Đây là hộ gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, hiện chỉ ở nhà tạm, con còn nhỏ, kinh tế gia đình còn rất bấp bênh, không có thu nhập ổn định. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Lộc Nga đã đại diện nhận số tiền này và sẽ trao tận tay cho gia đình ông Ca Lêu để phần nào hỗ trợ xây nhà tình thương, giúp gia đình ông Ca Lêu vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là một việc làm mang ý nghĩa cao đẹp, lan tỏa tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, giúp các hoàn cảnh khó khăn có động lực về tinh thần, sớm vượt qua khó khăn. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Ủy ban dân phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Tòa án dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động đưa bị cáo Tô Thanh Lân, 30 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Nga, vợ của bị cáo Lân. Theo hồ sơ, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2019, thấy Lân thức dậy thay quần áo, chị Nga hỏi trời mưa mà đi đâu. Lân bảo đi làm ở trong nhà của công trình. Sau đó thấy trời mưa to, Lân thay đổi ý định không đi làm nữa. Thế rồi giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Bực tức, Lân lấy một con dao đi đến chỗ chị Nga. Chị Nga đang nằm trên giường cùng con gái, đâm một nhát vào bụng chị Nga. Bị tấn công, chị Nga dùng tay cào vào cổ Lân. Lân gỡ tay chị Nga ra, rồi đâm thêm một nhát vào cổ chị Nga. Lân còn đâm thêm hai nhát nữa vào cổ chị Nga. Khi đâm nhát cuối, cán dao bất ngờ bị gãy, lưỡi dao mắc lại trong cổ chị Nga. Thấy con gái thức dậy, Lân kéo chăn đắp lên người chị Nga. Gây án xong, Lân chở con gái đến nhà ông bà ngoại. Bố mẹ ruột của chị Nga báo cho người nhà nạn nhân biết mình vừa giết chị Nga, rồi đến công an phường Lộc Phát đầu thú. Tại phiên tòa, Lân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời tỏ ra ăn năn hối hận trước hành vi phạm tội của mình. Gia đình người bị hại cũng đã xin hội đồng xét xử giảm án cho Lân để bị cáo sớm trở về nuôi dạy con cái. Hội đồng xét xử Tòa án dân tỉnh Lâm Đồng xem xét đánh giá tính chất hành vi, mức độ phạm tội của bị cáo Lân, cũng như xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lân. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Lân 18 năm tù về tội giết người theo điểm N khoảng 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Chào cao nguyên ngã xanh, xuân sao gió núi đại ngàn, thác kiêu hùng đang vì chốn sâu rừng bao la vẫn reo ca, cùng đón sóng gấm hoa đôi trẻ mơn man gió, lá non hương trà thơm sắc tơ chờ em quê áo mơ. Nhắc đến đoàn thanh niên, chúng ta thường liên tưởng tới hình ảnh những chiếc áo xanh luôn nhiệt huyết và xung kích trong các công tác hoạt động vì xã hội, vì cộng đồng, đôi lúc quên cả bản thân vì những công việc với ý nghĩa cao đẹp giúp ích cho đời. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị hình ảnh của anh Nguyễn Văn Thắng, bí thư đoàn phường Bờ Lao, một tấm gương tận tâm, hết lòng vì công việc. Sinh năm 1987, sau thời gian nhập ngũ tại Tiểu đoàn Thông tin 42, Trung đoàn Thông tin 23 Quân khu 7, anh Nguyễn Văn Thắng trở về và tham gia công tác đoàn tại Ủy ban Nhân dân phường Bờ Lao và giữ chức vụ Phó Bí thư đoàn phường từ năm 2011 đến năm 2018. Trải qua một thời gian không ngừng học tập, trau dồi kiến thức cùng tinh thần xung kích, gương mẫu trên các hoạt động, từ tháng 8 năm 2018 đến nay, anh Nguyễn Văn Thắng hiện đang là Bí thư đoàn phường Bờ Lao. Với cương vị đó, anh luôn tự nhủ lòng phải không ngừng cố gắng và phải luôn tiên phong, năng động, sáng tạo để xứng đáng với hình ảnh là một bí thư đoàn phường gương mẫu. Xem việc học tập và làm theo tấm gương của bác là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.
Năm 2019, thành phố Bảo Lộc đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra, nghiêm trọng nhất là hai xã Lộc Châu và Đại Lào. Những lúc này, anh Thắng cũng đã không ngại khó, ngại khổ, cùng với thành phố Bảo Lộc chung tay giúp đỡ bà con ra khỏi vùng lũ an toàn. Là thủ lĩnh của thanh niên, anh đã cùng các đoàn viên của mình xây dựng nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực cho thành phố Bảo Lộc như cổng trường an toàn trên tất cả các liên đội trực thuộc, cắm bảng hiệu tuyến đường thanh niên tự quản, chăm sóc công trình thanh niên hay các hoạt động trồng cây xanh tại khuôn viên trường học, sửa chữa lại các vận dụng cũ của nhà trường để tái sử dụng. Thì tôi thấy đồng chí Thắng là trên cương vị là bí thư đoàn phường Bờ Lao, thì đồng chí cũng rất là năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc và luôn xung kích tình nguyện trên mọi lĩnh vực của ban thường vụ và ban chấp hành đoàn phường. Thì trong mọi cái hoạt động của chi đoàn, các chi đoàn thì đồng chí cũng luôn tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ các chi đoàn trong phường Bờ Lao để các chi đoàn phát triển và cố gắng. Thì đồng chí cũng rất là một đồng chí có tính tình rất là hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát trong các cái hoạt động cũng như là trong ban chấp hành thường vụ cũng như ban chấp hành đoàn. Bên cạnh sự năng nổ, nhiệt tình của một bí thư đoàn phường, anh Nguyễn Văn Thắng còn là tấm gương tiên phong trong công tác hiến máu nhân đạo của thành phố. Những lần Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Bảo Lộc tổ chức hiến máu tình nguyện, anh Thắng đều tham gia với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào công tác cứu người. Động lực để bản thân tôi tiến tới con đường hiến máu nhân đạo đó là con người biết chia sẻ, quan tâm, yêu thương và những cái hoàn cảnh và những cái hoàn cảnh khó khăn trong khi lúc lâm hoạn nạn. Về cái công tác phong trào để giúp đỡ đoàn viên thanh niên tham gia vào cái công tác nhân đạo, hiến máu nhân đạo hơn, và trong đó cũng thể hiện cái tình đoàn kết giữa ban chấp hành đoàn phường cũng như là của đoàn viên thanh niên, rồi cái sự xung kích của đoàn viên thanh niên trong thời gian hiện nay, và thể hiện cái sự đoàn kết giữa các ban ngành, đoàn thể và giữa tại phường cũng như là tại các tổ dân phố. Trong vì vậy chính những cái việc làm như vậy thì cũng tác động đến bản thân để vào cái tham gia vào cái công tác hiến máu nhân đạo trong thời gian vừa qua. Với nhiều cố gắng, nỗ lực của bản thân cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm, quan tâm, gắn bó, gần gũi với đoàn viên thanh niên và nhân dân, anh Nguyễn Văn Thắng đã nhận được nhiều giấy khen từ Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc về thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn mùa mưa lũ năm 2019. Bằng khen từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trao cho Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bà Lao, nhiệm kỳ 2014-2019. Hay bằng khen từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao cho anh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đối với đồng chí Thắng là cán bộ đoàn, rất là năng nổ trong mọi cái hoạt động của công tác đoàn, đặc biệt là công tác hiến máu tình nguyện. Đồng chí đã tham gia ngay từ đầu những phong trào hiến máu tình nguyện tại ở địa phương Bảo Lộc. Với bản thân đồng chí là hơn 20 lần tham gia hiến máu và vận động hàng năm như vậy, là vận động hàng trăm người tham gia hiến máu cùng với phong trào hiến máu của thành phố Bảo Lộc. Bản thân đồng chí cũng ở trong thường trực Hội Chữ Thập Đỏ phường Bờ Lao nhiều năm, hiện nay đồng chí là đội trưởng đội hiến máu tình nguyện của phường Bờ Lao, đặc biệt là làm tốt cái công tác hiến máu cấp cứu cho bệnh viện 2 Lâm Đồng khi có nhu cầu về cấp cứu cũng như điều trị tại bệnh viện 2. Tuy đạt được nhiều thành tích nổi bật là thế, nhưng anh Nguyễn Văn Thắng lại cho rằng đó là trách nhiệm của một người bí thư đoàn phường, đồng thời không ngừng học hỏi, trau dồi trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ công tác đoàn để làm sao xứng đáng là một người thủ lĩnh thanh niên thời kỳ mới, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Đối với vai trò là một bí thư đoàn phường Bờ Lao thì bản thân thôi cảm thấy có là một trách nhiệm đối với công tác đoàn cũng như là phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt về cái vấn đề khó khăn trong vấn đề tập hợp đoàn kết thanh niên trong thời gian hiện nay. Đối với các hoạt động trong thời gian sắp tới thì bản thân sẽ cũng cố gắng cùng với ban chấp hành đoàn phường tạo ra là các sân chơi cho đoàn viên thanh thiếu nhi và các mô hình tập hợp như là kinh tế, mô hình tập hợp kinh tế, rồi công tác hiến máu nhân đạo, rồi vệ sinh môi trường, rồi an toàn giao thông, vân vân. Thì để từ đó để thể hiện cái tinh thần đoàn kết, xung kích của các đoàn viên thanh niên. Bài viết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thank you.